Ôi rồi. Đúng rồi. Nói ở trên kia cái thứ hai đi trước mình á. Cao cũng đẹp rồi. Người đá quá rồi. Của măng rồi. Ừ, chỗ này chưa họ lấy. Ui, đây này. Chỗ này nữa này. Đâu? Ui, của to nhỉ. Để đâu để mẹ đào hai chỗ này. Cả bác cũng đi vào trong cái tìm. À, chỗ này cần. Mẹ ơi, nó có một củ như này. To. Ừ, củ này to thế. Ừ, để mẹ đào á, phải đào hai chỗ này. Dễ cây đi rồi. Cẩn thận nhá, tí nữa mẹ chặt. Rồi.
cái này còn cái này thấy cái đất nó nứt ra nhiều lắm, này nứt to này, chắc có củ mai ở trong đấy. Ui đây này, đây nó có mọc lên rồi này, đấy thấy chưa, còn đấy thủng đào luôn. Ý nhá, ý nhá, có mệt cảm thấy nào. Ví dụ đó con, rồi gì đây, đâu tránh mày đào nào, rồi ra. Có hai củ con ạ. Đây này. Hai củ. Ui giời, được cả rễ. Cái này bé hơn. Đây có củ mai to lắm. Đâu con? Đây. Ui dồi, nhưng mà cáo này không lấy đâu, cáo này để thôi. Để thằng này thôi con nhỉ. Đầy rồi đấy. Con cầm cầm. Rồi mẹ đã con ơi. Con tí nữa đau đi con ơi, không được đâu. Đau không? Đúng rồi. Ngọt nhỉ. Được. Lấy con cầm ăn đi.
Rồi con đây, lấy áo đi. Đưa tay con thần vào nhỉ nhé. Ra cho mẹ một tí nữa, thì cái phấn được 2 cân chưa? 1 cân 3. Ơi, bán măng này, măng ngọt với măng đắng đấy. Măng ngọt. Bán cho em 1-2 cân. Tôi ra túi. Anh ơi, cuốn đi, tiền ba chẵn. Cảm ơn nhé. Vâng, về nhé. Đi 2 cân. Lấy cho được 5 cân nhé. Đây, 5 cân.
Cân rồi đấy chị ạ. Hơn một tí cũng được chị ạ. Vâng vâng. Xong mới cần đi trả cho họ. Đi con. Chị ơi cho em trả con với. Lắm rồi à. Cái đồ ăn cho nó á.
Đúng rồi, con này thế thôi. Con thẳng ướt người nhá, cái đầm đầm vào con ạ, cái vào cái nó phải nhé, nắng quá đi rồi, nắng quá nó nhớ. Nhiều rồi, nắng nhớ hết lá rồi. Sờ sờ cắn cho nó cho con ạ. Cho con chó vào đây đi. Cho nó vào đây. Cắm cho nhá, cắm cho sạch nhá. Rồi, đây. Rồi, rồi, xong rồi, xong rồi, đấy đã, đấy đã, đấy đã. Ừ, đấy nhá. Rồi, rồi, đấy đã. Ừ, đốt đá vô đấy. Rồi, nhá. Rồi, nào. Cắm cho sạch nào.